Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Rosie Việt Nam đến trải nghiệm buổi lắp đặt sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, trường học và các nhà bếp lớn. Các thiết bị bếp công nghiệp có mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng, có độ bền cao cùng vẻ sáng bóng. Bền đẹp thách thức thời gian giúp cho công việc sơ chế của chúng ta sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nào bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Thì cứ xem lên mà hấp. Hấp được ăn trong bao lâu được? À không, cái khăn thì tôi chưa biết là bao lâu. Nếu hết nóng nhá, nếu như để mà nóng lên nhá, thì đun cái bể này của tôi khoảng tầm 8 phút đến 10 phút nó sôi. Sôi, lúc nó sôi nước lên nấc lên thì tôi tin chắc là chỉ còn chỉ để trên 10 là khăn nóng răng. Đấy, còn cơm như thế thì thực ra là chỉ đun đã được 20 phút rồi, còn cơm thì 6 phút, cơm còn chín. Thì tôi nghĩ là hấp khăn chỉ là 20 phút. Đấy, nó là như thế. Lóng lên nước lóng bỏng tay rồi đấy, chị cứ sờ vào mà xem. Không, tôi chỉ quay cái bếp này thôi, chứ là tôi chẳng ảnh hưởng gì cả. Thật mà. Không. Tại vì cái sản phẩm của tôi lắp xong là bao giờ tôi cũng ấy mà. Để kết thúc video ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những hình ảnh về các showroom trưng bày sản phẩm của Rosie Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc. Khi có nhu cầu về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các showroom gần nhất của chúng tôi để có thể dễ dàng mua được những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình. Với mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công, Rosie Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng mục đích, đúng yêu cầu và đúng giá trị dành cho quý khách hàng. Dưới đây là những địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của các miền. Showroom miền Bắc, địa chỉ 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại 0912 863 364. Showroom miền Nam, địa chỉ 751 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0868 998 663. Vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rosie Việt Nam để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip.
Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc tủ cơm điện 6 khay do hãng Đức Việt sản xuất có mã số là DVE306. Thì chắc hẳn đối với những người đang làm trong ngành thiết bị bếp công nghiệp hoặc là những người đang là chủ sở hữu quán ăn, quán cơm, nhà hàng, khách sạn hay là những đầu bếp thì các bạn đã không còn quá lạ lẫm với danh từ tủ nấu cơm nữa phải không ạ? Bởi vì quả thực đây là một thiết bị vô cùng cần thiết trong mỗi một căn bếp công nghiệp. Bởi nếu như mà chúng ta nấu cơm trong gia đình thì mình sẽ không nói bởi vì lượng cơm ăn chỉ có rất là ít thôi. Nhưng mà nếu như việc chúng ta phải quản lý một bếp ăn với hàng trăm, hàng nghìn suất cơm mỗi ngày thì sẽ có một vấn đề lớn đặt ra, đó là làm sao chúng ta có thể nấu được đủ số lượng cơm cho ngần đấy người. Vậy thì thật đơn giản, các bạn hãy chọn ngay cho mình trợ thủ là một chiếc tủ nấu cơm inox Đức Việt để giải quyết khó khăn đó một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Với công suất nấu từ 18 cân đến 100 cân, tùy theo loại dùng ga hoặc là dùng điện thì tủ nấu cơm Đức Việt sẽ xứng đáng là một giải pháp tối ưu nhất để bạn hoàn thành công việc với hiệu quả cao, kèm theo chi phí vận hành tiết kiệm hơn bao giờ hết. Quay lại với chiếc tủ nấu cơm ngày hôm nay của chúng ta thì đây là một dòng tủ nấu cơm do hãng Đức Việt sản xuất, là loại tủ nấu cơm bán tự động dùng điện có 6 khay. Chiếc tủ nấu cơm điện 6 khay thuộc dòng bán tự động là một dòng tủ có đầy đủ các tính năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dùng phổ thông. Tủ được sử dụng sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với những tính năng cơ bản và cần thiết cho một thiết bị nấu cơm chuyên nghiệp. Chiếc tủ DVE306 có kích thước là 950 x 680 x 620, số lượng khay là 6 khay, sử dụng thanh nhiệt để làm nóng. Số lượng gạo có thể nấu lên đến mức 24 cân và số lượng người ăn tối đa đạt tới 150 người. Và thời gian nấu thì chỉ từ 5 năm đến 7 năm phút thôi. Tủ có phần gioăng cách tủ cao cấp chống thoát nhiệt, giúp người dùng sử dụng không bị bỏng mà đồng thời cơm vẫn chín vừa tới thơm ngon không bị mất hương vị. Quả thật là bằng mắt thường quan sát thì chiếc tủ này có đường nét rất là sắc cạnh và chắc chắn phải không ạ? Tủ có vỏ ngoài làm bằng inox, đem lại sự sáng bóng cho tủ cũng như là sự vệ sinh dễ dàng cho người sử dụng chiếc tủ này. Ngoài ra, tủ còn có một lớp cách nhiệt BPS cao cấp, chống nóng và giữ nhiệt, có bánh xe vận chuyển dễ dàng bền bỉ, có van xả đáy cao cấp, có van cấp nước tự động cao cấp và van xả áp đồng đảm bảo an toàn. Và với một chiếc tủ nấu cơm chỉ nấu từ 5 năm đến 75 phút, các bạn ăn nấu xong lượng cơm cho 150 người ăn thì tiêu thụ điện rất là ít, chỉ 12 số trên 1 giờ thôi. Chiếc tủ này sử dụng điện 3 pha 380V, nhưng mà nếu quý khách có đường điện 220V thôi chẳng hạn, không có đường 3 pha thì chúng tôi có thể thay thanh nhiệt cho quý khách để phù hợp với đường điện nhà mình sử dụng. Chiếc tủ có cảm ứng nước và đường cấp nước tự động. Còn đây là bộ phận mặt sau của tủ. Với chiếc tủ cơm như thế này, rất là nhiều công dụng. Ngoài công dụng như nấu cơm thì chúng ta có thể dùng để hấp giò, hấp caramel, bánh bao, đồ xôi, làm tủ nấu rượu, hấp thức ăn. Còn đây là van xả hơi cao cấp. Với một chiếc tủ nấu cơm như thế này sẽ có một đường dây điện trời như thế này để chúng ta có thể đấu qua bộ phận automat. Với mỗi một chiếc tủ cơm DVE306 thì sẽ có ưu điểm hơn hẳn so với những loại nồi nấu cơm gia công khác trên thị trường. Chúng ta nấu bằng tủ nấu cơm thì thứ nhất là chúng ta sẽ không tiêu tốn quá nhiều gạo. Lượng gạo 100% sẽ được chuyển hóa thành cơm và sử dụng được, tức là chúng ta sẽ không có cháy, không có phần gạo bị mất đi ở đây. Thứ hai đó là thời gian nấu rất là nhanh chóng, bởi chín rất là nhanh. Thứ ba đó là hương vị gạo sẽ giữ được chuẩn và thơm ngon nhất. Nên là các bạn hãy sử dụng chiếc tủ nấu cơm điện như một người trợ thủ đắc lực nhé. Sử dụng chiếc tủ nấu cơm điện DVE306, chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, tiết kiệm về mặt nhân sự, tiết kiệm về mặt chi phí thời gian, về mặt tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu quả, tạo nên một sự thành công. Do đó, nếu các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc là
muốn mua cho mình, sở hữu cho mình một chiếc tủ DVE-306 thì các bạn hãy gọi điện thoại ngay cho chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới nhé, hoặc là liên lạc với chúng tôi qua các kênh như YouTube, website hoặc là Facebook thì chúng tôi sẽ ngay lập tức giải đáp và tư vấn cho các bạn. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Đức Việt. Đây là một trong những thương hiệu danh tiếng đến từ Việt Nam. Đức Việt hiện đang là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm inox ngay từ những năm 1995 đến nay. Đức Việt với gần 20 năm hoạt động được sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng trong cả nước. Đức Việt đã không ngừng phát triển để cho ra đời những sản phẩm thiết thực, phục vụ lợi ích cộng đồng. Với hàng trăm sản phẩm đột phá về chất lượng, kiểu dáng và tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như là thiết bị dân dụng, thiết bị công nghiệp, chất tẩy rửa, Đức Việt đã vươn lên trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như là tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, máy sấy bát, tủ bếp và rất nhiều sản phẩm khác đang được người tiêu dùng đón nhận. Với lượng sản phẩm tung ra thị trường tính đến nay đã gần 1.500 sản phẩm, các sản phẩm của Đức Việt đã có mặt tại hàng trăm nhà máy, bệnh viện, khách sạn, trường học, các cơ quan đoàn thể và hàng nghìn hộ gia đình, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng các sản phẩm của Đức Việt. Đức Việt tự hào góp phần vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất Việt Nam. Sự thành công của Đức Việt ngày hôm nay có một sự đóng góp rất to lớn từ phía khách hàng. Chính vì vậy, hãng Đức Việt với những người trẻ tuổi năng động, không ngừng phấn đấu, luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ngày càng cao của quý khách về chất lượng sản phẩm, khiến cho sản phẩm của Đức Việt ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Đức Việt liên tục đổi mới và thay đổi các công nghệ tiên tiến nhất để đem lại cho quý khách những sản phẩm tuyệt vời. Thiết bị bếp công nghiệp mang thương hiệu Đức Việt của người Việt có thể mang tới cho quý khách hàng những tiêu chí sau đây. Các sản phẩm của Đức Việt sử dụng công nghệ hiện đại trong nước cũng như nước ngoài. Đức Việt luôn chủ động về sản xuất cũng như các linh kiện lắp ráp và bảo trì bảo dưỡng. Mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều loại căn bếp trong môi trường nhà bếp công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm mang thương hiệu Đức Việt có thể lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với mọi người sử dụng. Sản phẩm của Đức Việt luôn rẻ hơn các sản phẩm đến từ châu Âu mà không hề làm giảm đi chất lượng của sản phẩm. Việc bình ổn giá được Đức Việt quan tâm hết mức sao cho sản phẩm tới tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất. Với đội ngũ bán hàng, kỹ thuật, am hiểu về từng loại sản phẩm, Đức Việt có thể tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Đức Việt đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với những ưu điểm sẵn có, Đức Việt tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của mọi khách hàng. Mọi sản phẩm của Đức Việt sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị khách hàng cho dù là khó tính nhất. Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống trưng bày tại Hà Nội và Sài Gòn của showroom Đức Việt. Các bạn có thể thấy rằng là các dòng sản phẩm của Đức Việt cung cấp rất là đa dạng và phong phú, dùng trong bếp công nghiệp như là từ tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, tủ sấy bát, máy rửa bát hay là máy làm kem vân vân. Và với một dải sản phẩm rất là rộng như thế này thì tôi tin chắc rằng là cho dù bạn đang là những người kinh doanh hay bạn đang là những người set up các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn khu công nghiệp hay các bạn chỉ đơn giản là những người kinh doanh những quán cơm bình dân, mua nhỏ lẻ các thiết bị bếp công nghiệp thì tôi tin rằng
Với dải sản phẩm của Đức Việt đa dạng và phong phú như thế này, chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Các bạn sẽ chọn ra cho mình một sản phẩm phù hợp nhất, cả về chức năng cũng như là về phần giá cả. Quay trở lại với Rossi Việt Nam, thì Rossi Việt Nam chúng tôi hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm bếp công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm, được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Các quý khách hàng nếu muốn có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp của hãng Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ đứcvietpro.vn hoặc truy cập vào website của chúng tôi rossi.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel trên YouTube của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp Đức Việt. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới.